Rồi, đề nè mọi người. Đề đó là 4 phần 2 x mũ 3 cộng 3x bình trừ 8x trừ 12 trừ 1 phần x bình trừ 4 trừ 4 phần 2x bình cộng 7x cộng 6 cộng 1 phần 2x cộng 3 bằng 0. Thì ở đây các bạn phải, đây là chương trình lớp toán lớp 8 nâng cao nha các bạn. Thì thứ nhất các bạn phải biết bấm máy tính thằng này giúp lợn. Đó, Casio. Được chưa? Và bạn cũng phải biết bấm máy tính thằng này, Casio. Và thằng này là hằng đẳng thức. Thì các bạn bấm nè. Các bạn bấm nghe các bạn. Bấm nè. On. Mình bấm ngay chỗ này trước nha các bạn. Bấm on. Mod. 5. Và các bạn bấm số 4 thì nó xuất hiện A nè, B nè và C và D. A nè, B nè, C nè, D nè. Vậy là 2 bằng 3 bằng trừ 8 bằng trừ 12 bằng bằng. Thì mình sẽ ra những cái nghiệm như sau. Đó là nghiệm thứ nhất là trừ 2. Thì mình viết ra nha các bạn. Trừ 2 nè. Nghiệm thứ hai là 2. Nghiệm thứ ba là trừ 3 phần 3 phần 2. Thì các bạn nhớ đây là phương trình bậc 3 nha. Đây là nháp nha mọi người. Nháp nè. Phương trình bậc 3 sẽ có dạng là A x mũ 3 cộng với x bình cộng C x cộng D. Mình có 3 nghiệm đúng không ạ? Thì các bạn nhớ lý thuyết. Đó là A nhân x trừ nghiệm thứ nhất, x trừ nghiệm thứ hai, x trừ nghiệm thứ thứ 3. Vậy ở đây mình sẽ có tương ứng là gì ạ? À? Tương ứng là 4 phần 2 nè, A nè, nhân x trừ cái nghiệm thứ nhất là trừ trừ 2 là cộng 2, x trừ cái nghiệm thứ thứ 2, x trừ cái nghiệm thứ thứ 3 là cộng 3 phần phần 2, trừ 1 phần. Ở đây là hằng đẳng thức A bình trừ B bình sẽ ra là A trừ B nhân A cộng cộng B. Tiếp tục tương tự hằng này thì các bạn nhớ đến đó là kiến thức A x bình cộng B x cộng C bằng. Thì các bạn bấm máy tính tương tự nè. Bấm on, mod, 5, 3. Xuất hiện A, B, C. Thì các bạn bấm 2, 7, 6. 2 bằng 7 bằng 6 bằng bằng. Thì mình sẽ ra một nghiệm thứ nhất. Đó là gì ạ? À? Trừ 3 phần 2. Và nghiệm thứ hai đó là trừ trừ 2. Thì cũng tương tự các bạn cần nhớ kiến thức đó là A nhân x trừ nghiệm thứ nhất, x trừ nghiệm thứ thứ hai. Vậy mình sẽ trừ 4 phần A là 2 nè. X trừ thằng này vậy là cộng 3 phần 2. X trừ nghiệm thằng này ra là cộng 2. Được chưa? Và tương tự thằng này các bạn viết viết lại bằng bằng 0. Sau đó các bạn lấy 2 các bạn nhân vào đây giúp lợi. Và tương tự ở đây các bạn lấy 2 nhân vào đây giúp lợi. Vậy mình sẽ tương đương 4 phần x cộng 2 nhân x trừ 2 nhân 2x cộng 3. Tương tự thằng này viết viết lại x trừ 2 x cộng 2. Và đây cũng vậy, ta nhân số 2 vào đây. Vậy là ra 2x cộng 3 đóng ngoặc x cộng 2 cộng 1 phần 2x cộng 3 bằng 0. Sau đó các bạn tìm điều kiện có nghĩa. Được chưa? Thì điều kiện có nghĩa hàng này dạng gì ạ? À? Phân số thì dạng gì ạ? À? Mẫu khác không nha mọi người. Mẫu khác không. Vậy mình sẽ gom hết tất cả hàng này. Thì để tìm được điều kiện có nghĩa các bạn nên tìm mẫu thức chung trước để cho nó gọn. Thì kiếm cái phần chung và phần riêng mũ cao nhất. Vậy ta thấy điều gì ạ? À? Đó là x cộng 2 nhân x trừ 2 nhân 2x cộng cộng 3. Vậy các bạn nhìn vào mẫu thức chung thì các bạn sẽ có điều kiện có nghĩa cộng 2 khác khác không, x trừ 2 khác khác không và 2x cộng 3 khác không. Được chưa? Và các bạn giải ra x sẽ khác trừ 2, x sẽ khác 2, x sẽ khác trừ 3 phần phần 2. Ok chưa?
Sau đó các bạn chỉ cần quy đồng mẫu số chung, quy đồng mẫu mẫu số số chung. Rồi các bạn ghẽ một đường dài ra. Đó, ghẽ đường dài ra bằng 0. Mẫu số chung là x cộng 2, x trừ 2, x 2, x cộng cộng 3. Thì các bạn nhớ thiếu cái gì nhân cái đó nha mọi người. Thiếu cái gì nhân cái đó. Rồi các bạn thấy thằng này x cộng 2, x trừ 2, 2x cộng 3 không có thiếu gì hết. Các bạn viết số 4 lại trừ. Đây thiếu gì à? Thiếu thằng này, vậy đấy thằng đó nhân cho 2x cộng cộng 3. Thằng này thiếu gì à? Đó là thiếu gì à? Trừ 4 lần. Thiếu gì à? X trừ 2. Thằng này thiếu gì à? Đó là x cộng 2, x trừ 2. Rồi, đây mình có mẫu gì à? Mẫu khác không nên các bạn nhân qua đây. Thì thằng không nhân cho mấy cũng bằng bằng 0. Vậy ta viết lại tử thôi nha mọi người. Ta viết lại tử thôi. 4 trừ 2, x cộng 3 trừ 4, x trừ 2 cộng. Đây là hằng đẳng thức nè. Ra x bình trừ 2 bình bằng 0. Rồi, các bạn phân phối đổi dấu giúp lợi. Phân phối đổi dấu. Đó. Cộng x bình trừ trừ 4 bằng 0. Sau đó các bạn rút gọn giúp lợi đi ạ. À. X bình viết lại nè. Đây với đây ra là trừ 6x. Được chưa? Và đây với đây rút nè. Đây với đây ra bao nhiêu ạ? À? Đây với đây sẽ ra là cộng cộng 5 bằng bằng 0. Thì ở đây các bạn ra phương trình bậc 2. Nếu lớp 9 thì dễ rồi. Còn nếu lớp 8 thì các bạn cũng có thể bấm máy tính nha các bạn. Bấm máy tính giúp lợi nè. Chưa giúp lợi một chỗ trống. Mình bấm máy tính. Đó, mình bấm máy tính nè. On mod 5 3 thì bấm nè. A là 1, B là trừ 6 và C là 5. 1 trừ 6 5 bằng. Thì ra 5 và 1. Thì các bạn nhớ là kiến thức hồi nãy đó là A x bình cộng B x cộng C sẽ ra hai nghiệm đúng không ạ? A trừ x 1. A nhân x trừ x 1 nhân x trừ x x 2. Hồi nãy mình ra 5 với 1 vậy ở đây mình sẽ có là A là 1 nè. A nè các bạn thấy không ạ? À? X trừ cái nghiệm thứ nhất là 5, x trừ cái nghiệm thứ hai là 6. Và ở đây các bạn chỉ cần phân phối lại giúp lợi đó sẽ ra gì ạ? À? X bình nè, trừ x nè, trừ 5x nè và cộng cộng 5. Được chưa? À, sau đó các bạn dùng phương pháp nhóm hai thằng này thành một nhóm, hai thằng này thành một nhóm. Vậy thằng này mang được gì ạ? À? X ra còn là x trừ trừ 1. Thằng này mang dấu trừ 5 luôn. Vậy còn lại ở trong là x trừ trừ 1 bằng bằng 0. Và các bạn thấy nó giống cái này chưa ạ? À? Rồi, vậy đây là dạng gì ạ? À? Dạng tích thì đồng nghĩa gì ạ? À? A bằng bằng 0 hoặc B bằng bằng 0. Vậy x bằng 5, x bằng bằng 1. Và các bạn xem coi cái điều kiện có thỏa không ạ? Có thỏa hơn những thằng này không ạ? Nếu thỏa thì nhận và các bạn kết luận vậy s bằng 5, 1. Ok không ạ mọi người? Ok không ạ?